làm khác mà không làm về AI, em làm về kiểu trí nhân tạo kiểu xây dựng quả trí nhân tạo ấy, bằng tế bào phôi thai. Mà cái đây đây quốc nó không hợp thì là thôi mình nhảm cháo gì nào cũng làm đi làm lại cái. Những người biết pháp tự thay nhỉ? Thì chip kiểu là gì kiểu thực ra là nhưng mà em ví như mình biết pháp tự cầm nhiều cái hơn là kiểu gọi là recruiting xong rồi các thứ đúng không? Nó còn liên quan đến deal with kiểu children employee xong rồi people management. Suzuki. Anh có quay em đâu, anh đang quay ra mà em cứ tưởng bở. Đi lâu bên này á thì tức là để đạt đến cái mức nào đấy thì cái marketing sẽ không phải là thế mạnh của mình. Vâng. Kiểu như là nó là về cái văn hóa, nó là về cái kiểu tức là mình không phải vô xuống nghe thì mình rất là khó để không biết với lại cả bên này. Tức là mình nên chọn thêm một cái khác nữa. Vâng. Kiểu về technical hơn á. Vâng. Thấy hợp lý. Lâu làm chuyện thịt nướng à? Lên trên kia anh Minh cho ăn cả đống gì nữa. Thịt nướng lộn rồi nhá. À, cái thịt đấy không tính, cái thịt đấy là thịt mua. Tính à, thịt mua. Thịt mua kiểu thịt mua à? Đắp xong rồi các thứ, đây là thịt lợn nướng. Trên đấy cũng được ăn nhiều thịt lợn mà. Không. Còn camera luôn. Không. Để anh gửi luôn cho Minh. Bà là lâu lắm rồi không được ăn. Minh nấu. Đấy là Minh mua. Còn đây là tự nấu. À, đứng lại, tớ lại từ trước đến nay Minh chỉ mua thôi gì. Minh nấu chán thật. Nấu. Điểm chán thật. Nấu nhốt này. Tết nghe rồi sao nó khỏi nấu cho luôn. Thôi rồi, thế để anh truyền đạt thông tin. Anh Minh ơi đừng hiểu lầm nhá. Minh đừng hiểu lầm. Phí mà phí sóng lên. Phí sóng lên là được. Ờ, anh mua đây. Quarantine các chị khổ nhỉ? Năm tháng ra ngoài sao ạ? 4 tháng, hòn 4 tháng, không làm bước chân ra khỏi nhà. Khổ.